Người chân chánh tu hành thì mới xứng đáng chủ trì Phật giáo. Người không chân chánh tu hành thì là phá hoại Phật giáo. Tin chắc rằng bất cứ nơi nào cũng đều có hai loại người này tồn tại. Người chân chánh tu hành thường từ bi nhẫn nại đối với những người không tu hành. Nhưng người không tu hành thường sinh tâm đố kỵ chướng ngại với những người chân chánh tu hành. Thậm chí còn hy vọng người chân chánh tu hành sinh tâm thối chuyển. Bên ngoài có một số người cho rằng Hội Phật giáo Trung Mỹ, tiền thân Tổng hội Phật giáo Pháp giới, tu hành khổ hạnh quá, nhưng cũng có người cho rằng những người tu hành ở đây mới là chân tu hành. Người có trí huệ thì thấy rõ thị phi, người không có trí huệ, không có con mắt chọn pháp thì chẳng rõ thị phi. Rất nhiều người bên ngoài đều không tin chúng ta mỗi ngày có thể ngồi thiền 21 tiếng, cho rằng làm không được. Cho nên trước khi mở thiền thất, có một số người nói với tôi là họ sợ. Tôi khuyên họ đừng sợ, hãy thử xem. Đến nay thiền thất đã bắt đầu. Tuy nhiên có người cảm thấy khổ, cũng có người cảm thấy chịu được, lại cũng có người cảm thấy 21 tiếng không cho là dài. Cho nên mỗi người thọ dụng không giống nhau. Người đạt được thiền duyệt vi thực, dùng sự an lạc của thiền làm thức ăn, thì không ăn vật gì cũng không cảm thấy đói. Người đắc được cảnh giới không thể nghĩ bàn thì hối tiếc sao không sớm tham thiền đả tọa. Người ngồi thiền không được chỗ diệu dụng thì cảm thấy ngồi thiền không có ý nghĩa gì hết. Mỗi người đều có cảnh giới khác nhau, cho nên đắc được thọ dụng cũng không giống nhau. Bất cứ cảnh giới thế nào, mục đích cuối cùng là khai đại trí huệ. Người đã đắc được diệu dụng phải tiếp tục dụng công, người chưa được lại tiếp tục dụng công hơn nữa mới có thể đắc được chân chánh thọ dụng. Chúng ta hiện nay đang kiến lập đạo tràng mới, mỗi người nếu muốn làm công đức có thể trợ giúp, hoặc tham thiền hoặc làm công quả. Tham gia thiền thất là kiến lập công đức, làm công quả cũng kiến lập công đức. Đây là cơ hội để cho mọi người đều đồng tâm nỗ lực đến kiến lập đạo tràng mới. Phàm việc gì cũng không thể tốt hết hai mặt. Ví như trời mưa, người làm nông thì cảm thấy trời mưa thấm nhuần cây cỏ, hoa màu thu hoạch tốt đẹp. Người đi đường thì cảm thấy trời mưa bùn đất lầy lội rất bất tiện, do đó suy ra sự cảm giác của mỗi người đều không giống nhau. Lúc trăng sáng tỏ, người biết thưởng thức trăng thì tâm rất vui vẻ phấn khởi, trăng sáng chiếu phá hết thảy đen tối. Kẻ trộm không thể thừa lúc đen tối mà trộm cắp cho nên không vui lắm. Lại như đất màu mỡ phì nhiêu, hoa màu sinh trưởng tốt tươi, đồng thời cỏ cũng phát triển, nông dân phải bỏ công ra để tiêu diệt cỏ. Có nơi đến đều là đá, người cần đá, thấy đá thì mừng vì lợi dụng đá có thể xây dựng nhà cửa. Nông dân thấy trong ruộng rẫy có đá thì không thích vì không thể cày cấy, cảm thấy đá không lợi ích gì. Sự việc trên thế gian cũng lại như thế, đồng một sự việc nhưng cảm giác của mỗi người đều không giống nhau. Ví như thầy giáo tích cực dạy học, học sinh lười biếng thì cảm thấy thầy giáo quá tích cực, bài vở quá nhiều, nhưng học trò chăm chỉ thì cho rằng thầy giáo giỏi, khéo giảng dạy, rất hoan nghênh. Tại sao việc gì cũng đều thấy có pháp đối đãi? Vì hiện tại là thời kỳ đấu tranh kiên cố, bất luận bạn làm gì cũng đều có người phá hoại. Cho nên chúng ta không màng đến người khác phỉ báng, chỉ tích cực làm việc. Không những thời đại chúng ta như thế, mà ngày xưa lúc Phật còn tại thế cũng lại như thế. Phật thì phước huệ đều viên mãn, là bậc thánh nhân đầy đủ đức hạnh, mà còn có người phỉ báng, huống chi bây giờ là thời đại mạt pháp. Bên ngoài có rất nhiều người phê bình chúng ta, phỉ báng chúng ta, vì chúng ta là chánh, phản ảnh họ bất chánh, cho nên khiến cho người khác đố kỵ. Từ nay về sau, nếu gặp người phê bình chúng ta thì chúng ta phải xem họ là thiện tri thức, phải thường hồi quang phản chiếu, tiếp thọ sự phê bình. Chúng ta chỉ cần làm cho đúng, phải có con mắt chọn pháp thì tự nhiên sẽ hiểu rõ thị phi. Cho nên thiện ngôn bất biện, biện ngôn bất thiện, trí giả bất bác, bác giả bất trí. Nghĩa rằng lời hay không cần biện luận thì chẳng phải lời hay, kẻ trí thì chẳng lầm lẫn thì chẳng phải là kẻ trí. Chúng ta phải có nhược vô, nhược thật, nhược hư, không nên tự đại, không nên tự mãn. Người khác phê bình, chúng ta kiêu mạn, chúng ta phải hồi quang phản chiếu, phản tỉnh một phen. Nếu thật là kiêu mạn thì phải sửa đổi. Lục Tổ Huệ Năng nói, nếu người chân thật tu đạo thì không thấy lỗi thế gian. Nếu chân chánh là người tu đạo thì thấy hết thảy chúng sinh tương lai đều có thể thành Phật, không thấy lỗi của thế gian.
Đây là lời vàng thước ngọc nên ghi khắc vào đá. Người khác phê bình chúng ta thì chúng ta phải phản tỉnh lời phê bình là đúng hay sai. Nếu là đúng thì phải tiếp thọ sự chỉ đạo. Nếu phê bình không đúng thì chúng ta phải biện rõ thị phi. Không nên với người có kiến thức, người có trí huệ nói lời lý trí, người ngu si nói lời ngu si. Chúng ta phải y chiếu những gì Phật nói, những lời chân thật áp dụng thực hành. Bất luận người ta nói lời trí huệ hoặc lời ngu si, chúng ta phải tâm bình khí hòa kiểm thảo lại, nhìn xem mình là trí huệ hay là ngu si. Nếu là ngu si thì phải học trí huệ, nếu có trí huệ thì không thể bị kẻ ngu làm lay chuyển. Chúng ta phải có con mắt chọn pháp, biết rõ pháp đúng pháp sai, không thể bị kẻ ngu mê hoặc. Thường có tâm khiêm cung hòa ái, xem hết thảy chúng sinh đều bình đẳng. Người khác phê bình chúng ta như thế nào, hãy xem họ là thiện tri thức của chúng ta. Đem tấm lòng phóng rộng ra, xem hết thảy chúng sinh đều là thiện tri thức. Nếu quán như thế thì tự nhiên tâm an lý đắc. Thiện tri thức có hai loại, có người thiện và có kẻ ác. Chúng ta phải bắt chước người pháp thiện và làm khuôn phép. Còn kẻ ác thì phải biết sợ và luôn cảnh tỉnh chớ gần gũi. Cho nên phải đạo thì tiến, trái đạo thì lùi. Chọn lựa nếu thiện thì theo, không thiện thì tránh. Muốn biết kiếp trước mình làm gì, nhìn xem đời này mình đang hưởng thụ. Muốn biết đời sau như thế nào, xem mình đời nay làm những gì. Chúng ta luân hồi trong sáu nẻo, thoát không khỏi luật nhân quả. Nếu muốn biết nhân quả kiếp trước như thế nào, hãy xem hiện tại bạn đang thọ lãnh. Ví dụ đời này bạn giàu có là do kiếp trước bạn ưa thích bố thí. Đời này bạn nghèo khổ là do kiếp trước bạn không bố thí. Nếu bạn muốn biết đời sau như thế nào thì hãy xem hiện tại bạn đang làm những gì. Cho nên thiện có quả thiện, ác có quả ác, chẳng phải không quả, thời khắc chưa đến. Xã hội hiện nay có người giàu sang, cũng có người nghèo khổ rất là đặc thù. Tại sao? Vì đều do luật nhân quả chiêu cảm. Bố thí thì giàu sang, san tham thì bần cùng, đều do trồng nhân gì được quả đó, tơ hảo cũng không sai được. Nhân quả là định luật vĩnh viễn không thay đổi. Mọi người đều biết đạo lý trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Đây là nói rõ trồng nhân gì thì kết quả đó. Tôi nhớ lại một câu chuyện nói về chân lý nhân quả đại ý như sau. Vào thời Hậu Hán, tại Trung Đông có một quốc gia gọi là An Tức, có vị đại đức tên là An Thanh, cũng gọi là An Thế Cao, thiên tánh thông minh khác lạ hơn người. Người học hành rất giỏi, tinh thông y học, chiêm tinh, bói quẻ, xem tướng, thậm chí còn nghe được tiếng cẩm thú nói. Ngài kiếp trước là thái tử nước An Tức. Nhà vua qua đời, ngài kế thừa ngôi vua, nhưng ngài bỏ ngôi vua nhường lại cho người chú ruột xuất gia làm tỳ kheo. Ngài có một người bạn đồng tu, thiên chất tuy thông minh, nhưng tâm sân hận quá nặng. Vị tỳ kheo này lúc trước chưa xuất gia rất hoan hỷ bố thí, cứu giúp những người nghèo khổ, nhưng thường sinh nóng giận, xuất gia rồi cũng còn như thế. Thậm chí có người cúng dường cho ngài mà không xưng tên của ngài, thì ngài liền phát đại lôi đình. Một ngày nọ, An Thế Cao nói với người bạn đồng tu: "Sư đệ, thầy thông minh, tài trí như tôi không khác, nhưng thầy quá sân hận, tương lai sợ thầy có thể đọa lạc. Khi tôi chứng đắc quả, tôi sẽ độ thầy." Nói xong, thời gian sau, An Thế Cao đến Trung Quốc, đến tỉnh Quảng Châu để trả cho xong ân oán tiền kiếp. Vì ngài kiếp trước tu hành nghiêm chỉ giới luật, cho nên có túc mạng thông. Đương thời cảm thấy bất an, ngài từ An Tức đến Quảng Châu gặp một người thanh niên. Người này nhìn thấy An Thế Cao không hỏi gì hết, liền muốn giết An Thế Cao. An Thế Cao hỏi: "Anh có biết vì sao anh muốn giết tôi chăng?" Người thanh niên đáp: "Tôi cũng không biết vì sao, chỉ là tôi thấy thầy thì không vui, nhất định muốn giết thầy." An Thế Cao liền đáp: "Vì trong kiếp trước tôi đã giết anh, cho nên đời này anh muốn giết tôi. Tôi đến đây là vì trả cho xong món nợ kiếp trước." Nói xong không sợ sệt gì hết, bèn đưa đầu ra để cho vị thanh niên chém đầu. Thần thức An Thế Cao lại tái sinh vào nước An Tức, lại làm thái tử, tức là tiền thân của An Thế Cao. Khoảng 15-16 tuổi lại xuất gia làm tỳ kheo, sau đó đến Trung Quốc dịch kinh Hoằng Pháp, muốn độ người bạn đồng tu là vị thanh niên nói ở trên. Lúc đó vào thời Đông Hán, vua Linh Đế, ngài đến Quảng Châu tìm vị thanh niên đó hỏi: "Anh còn nhớ mấy chục năm về trước đã giết chết một vị sa môn chăng?"
Người đó nói, tôi nhớ, vô duyên vô cớ tôi đã giết chết một vị sa môn. Có phải ngài muốn vì ông ta mà báo thù chăng? Anh Thế Cao nói, tiền thân của tôi chính là vị sa môn đó. Hiện tại tôi tìm anh vì mục đích không phải là báo thù mà là muốn nói chuyện nhân quả với anh. Nếu tôi giết anh nữa thì anh lại giết tôi nữa thì ân oán không khi nào dứt được. Tôi đến đây để đổ anh, không phải đến để giết anh. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến Hồ Động Đình ở Giang Tây để độ người bạn đồng tu của tôi trong kiếp trước. Người đó nghĩ sự việc cách đây đã nhiều năm, việc này không ai biết rõ. Nếu không phải vị sa môn đó tái sinh, sao lại nói đúng việc đó? Sau đó người đó và An Thế Cao cùng đi độ người bạn đồng tu. Những người cùng đi với nhau hơn 10 người, ngồi thuyền đến Lư Sơn gần Hồ Động Đình. Bên cạnh hồ có một ngôi miếu, đồn rằng miếu này rất linh. Người muốn ngồi đò qua hồ thì trước hết phải đến miếu thắp hương tế thần, mặt hồ mới sóng yên gió lặng, đến bờ bình an, bằng không thì sóng gió ba đào làm lật thuyền chết người. Có một lần, một người thương nhân từng trong miếu cầm ra một cây trúc, chưa được thần miếu hứa khả lên thuyền đi ra giữa hồ, hốt nhiên bị chìm thuyền. Cây trúc đó tự động trở lại trong miếu. Chuyện này truyền ra, rồi dân làng gần đó càng tin thần miếu. Nhiều người đều đi đến cúng tế một phen để gia hộ cho được bình an. Những người đi với An Thế Cao đến nơi cũng vào miếu lễ tạ. Thần miếu bèn nói, có vị sa môn cùng đi với quý vị, mời ngài vào gặp tôi. Những người đó nghĩ vị thần này thật có thần thông, nếu không làm sao biết có vị sa môn cùng đi với chúng ta. Sau đó nói lại với An Thế Cao, vị thần đó muốn gặp ngài. An Thế Cao nói, mục đích tôi đến đây là để độ vị thần đó. An Thế Cao vào trong miếu, liền nói với vị thần, bạn đồng tu, đến hôm nay bạn còn tâm sân hận quá nặng. Có người cung kính bạn thì bạn hoan hỉ, nếu không cung kính bạn thì bạn liền lật thuyền làm cho chìm. Sau đó An Thế Cao vị thần miếu thuyết pháp, độ được giải thoát. Lúc đó thần miếu ngập ngừng nói, tôi hiện tại cũng không biết làm thế nào mới đúng. Hiện nay tôi đọa lạc làm thần, tuy quản lý người địa phương 1.000 dặm, nhưng kiếp này tôi tạo nhiều tội nghiệp, đời sau nhất định đọa địa ngục. An Thế Cao an ủi thần miếu nói, đừng buồn rầu, tôi đến đây để cứu bạn, bây giờ bạn hãy hiện nguyên hình. Thần miếu nói, nếu hiện nguyên hình xấu xí, sợ có thể làm cho người sợ hãi mà chết. An Thế Cao cứ muốn hiện nguyên hình, cuối cùng thần miếu hiện ra một cái đầu mãng xà khổng lồ. An Thế Cao vì thần miếu tụng kinh chỉ chú, mãng xà cảm động, chảy nước mắt nói, thọ mạng của tôi đã hết, nếu chết ở đây hiển lộ thân hình xấu ác làm cho người ta sợ, tôi sẽ chết tại Sơn Tây trong một cái đầm lớn. An Thế Cao đã hoàn thành mục đích, đã độ người bạn đồng tu trong tiền kiếp được vãng sinh. Một ngày nọ có một vị thanh niên đến lên trên thuyền hướng về An Thế Cao đảnh lễ. An Thế Cao vì anh ta thuyết pháp rồi không thấy vị thanh niên nữa. An Thế Cao nói với những người trên thuyền rằng, vị thanh niên đó là thần miếu xưa kia, hôm nay đến để cảm tạ. Từ đó về sau miếu không còn linh nữa. Tại hướng tây núi Lư Sơn có một cái đầm, trong đầm quả nhiên có xác của đại mãng xà. Ngày sau địa phương đó gọi là Xà Thôn. Việc An Thế Cao độ thần miếu lưu truyền về sau khiến cho rất nhiều người tin Phật. Một ngày nọ An Thế Cao nói với vị thanh niên trước kia giết mình rằng, tôi muốn đến hội kê cũng là để trả ân oán tiền kiếp. Trước khi đi đem một cái thùng đã đóng kín giao lại cho vị thanh niên đó nói, 4 năm sau mới được mở thùng ra, nên nhớ. An Thế Cao đến chợ hội kê thấy hai người đánh lộn, ngài liền đến chỗ hai người đó. Có một người lấy thanh sắt đánh lên đầu ngài An Thế Cao bể đầu, chảy máu rồi chết. Vị thanh niên đó biết lời tiên đoán của An Thế Cao sẽ phát sinh sự việc như thế, liền đến hội kê, thu liệm thi thể, làm hoàn tất, rồi trở về Quảng Châu. Nghĩ đến cái thùng đóng kín, bèn mở ra xem, chỉ có hai câu rằng, Người tôn kính ta là Trần Huệ, người hộ ta là Tăng Huệ. Về sau quả nhiên có người Trần Huệ rất sùng bái đức hạnh của ngài An Thế Cao, lại có một vị xuất gia gọi là Tăng Huệ, cực lực Hoàng Dương kinh điển của ngài An Thế Cao dịch, ước khoảng trên 30 bộ, phần nhiều thuộc kinh điển tiểu thừa. An Thế Cao là một vị cao tăng cũng phải trả ân oán tiền kiếp, do đó có thể biết nhân quả trong Phật giáo, tơ hảo cũng không sai. An Thế Cao rất trí hiếu với cha mẹ,
Nước An Tức đều biết ngài là một người rất hiếu thảo. Rất nhiều người từ nước An Tức sang buôn bán bên Trung Quốc đều tôn An Thế Cao là An Hầu. Trong khóa thiền, nếu tôi giảng triết lý cao quá, sợ một số người không hiểu. Nếu giảng quá cạn, các vị cảm thấy không có ý nghĩa, cho nên mới giảng sự tích đại đức cao tăng làm phương châm cho người hậu học. Diệu dụng của sự nhẫn nhục. Dùng thứ ngã tội từ thị nhẫn, nguyên lượng tha phi đại bi tâm, bình đẳng nguyện lực tinh tấn hành, trí huệ thiền định giới châu minh. Dùng thứ ngã tội từ thị nhẫn. Bất luận người nào có tội lỗi đều có thể tha thứ khoan hồng, không phải đợi người khác thỉnh cầu mới tha thứ. Lúc không có người thỉnh cầu cũng tha thứ không khác. Dùng thứ ngã tội, ý nói bất cứ tội của người nào cũng đều có thể tha thứ, hoặc bất cứ tội của ai cũng như tội của mình. Từ thị nhẫn, từ thị là Bồ Tát Di Lặc. Bụng của ngài rất mập mạp, ai có lỗi lầm gì ngài cũng đều tha thứ. Ngài luôn cười hì hì, cho nên nói, bụng to hay chứa những chuyện thiên hạ khó chứa. Ai không thể dung nhẫn, ngài đều dung nhẫn. Mở miệng liền cười, cười người thế gian có thể cười. Ngài nhìn người thế gian đều dính mắc trong vòng danh lợi, tài sắc, danh ăn và ngủ. Bồ Tát Di Lặc lại nói bài thơ rằng, lão quê mặc áo vá, cơm nguội no đầy bụng, áo vá che đỡ lạnh, vạn sự hãy tùy duyên. Có người mắng lão quê chỉ nói tốt. Có người đánh lão quê nằm lăn ra, nhổ rãi vào mặt lão để nó tự nhiên khô. Ta cũng chẳng mệt nhọc, người cũng không phiền não. Đây là ba la mật, tức là báu vô giá. Nếu hành được như thế, lo gì đạo chẳng thành. Bạn thấy ngài nói mấy câu đơn giản mà thật là vi diệu, có thể hình dung ra sự độ lượng của Bồ Tát Di Lặc. Kệ nói, tôi là một lão quê ngu si không có trí huệ, mặc thì toàn là đồ rách dưới, ăn thì không màng ngon hay dở, ăn no bụng thì thôi, y phục rách thì vá, để che cho đỡ lạnh thì tốt rồi, việc gì cũng đều tùy duyên mà đến, không có vấn đề gì hết. Có người mắng lão quê, thật ra không có ai mắng chửi ngài, ngài chỉ là đa sự cố ý không đau mà rên rỉ, sự thật không có bệnh hoạn mà ngài than thở, tôi chịu không thấu, khổ quá, đi thôi, làm sao đây? Bạn xem ngài mở miệng liền cười, ai lại mắng chửi ngài, nhưng ngài muốn nói khéo mà thôi. Ngài nói có người mắng lão quê chỉ nói tốt. Đương nhiên không có người mắng ngài, tự nhiên ngài nói tốt. Nếu thật có người mắng ngài, ngài cũng nói tốt. Không thể không nói tốt vì độ lượng của ngài quá rộng lớn. Giả như có người muốn đến đánh ngài, ngài liền nằm lăn ra. Nếu người khác nhổ nước dãi vào mặt ngài, ngài để nó tự nhiên khô đi, giống như không có chuyện gì xảy ra. Nếu bạn có thể nhổ thêm vài lần thì ngài dùng nước dãi để rửa mặt, rửa sạch bụi bặm, bạn xem diệu hay không diệu. Ngài cũng không cần dùng sức lực để lau chùi nước dãi. Bạn không thể tìm được vấn đề để sinh sự, phiền não cũng chạy mất, không để lại dấu vết. Đó là ba la mật đến bờ kia, thật là báu vô giá. Nếu hành được như thế, nó gì đạo chẳng thành. Trên đây là mấy câu kệ nói rõ từ thị nhẫn. Nguyên lượng tha phi đại bi tâm. Đại bi tâm là gì? Là rộng lượng tha thứ. Bất luận người khác có gì không đúng đều cảm thấy giống như mình không đúng, đều tha thứ cho người. Không thấy lỗi lầm của chúng sinh để người có cơ hội sửa lỗi, làm mới lạ. Đó là đại bi tâm. Bình đẳng nguyện lực tinh tấn thành. Nếu bạn có nguyện lực đại từ bình đẳng thì đó chính là pháp môn tinh tấn đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, trí huệ thiền định giới châu minh. Nếu được như thế thì có trí huệ cũng có thiền định, giới luật cũng giữ rất viên mãn, giới châu phóng đại quang minh chiếu sáng thế giới. Dùng nhẫn ngã tội hứa tự tân, đại từ hóa vật cảm ứng chân, phổ độ hữu tình thành chánh quả, trí quang thường chiếu soi cổ kim. Dung nhẫn ngã tội hứa tự tân. Chư Phật Bồ Tát đều từ bi, không thấy lỗi lầm chúng sinh. Bất luận chúng sinh có bất cứ lỗi lầm gì, chỉ cần sửa đổi thì chư Phật Bồ Tát đều bao dung tha thứ. Nếu không ăn năn hối cải thì Phật Bồ Tát cũng không có biện pháp gì. Hứa tự tân là cơ hội sửa đổi lỗi lầm, làm con người mới. Đại từ hóa vật cảm ứng chân. Tâm chân thì sự thật. Nếu tâm thành thật sửa đổi lỗi lầm thì Phật tự nhiên sẽ biết. Phật thì đại từ đại bi, giáo hóa hết thảy chúng sinh.
Ai thấy được chân tâm thì người đó liền có cảnh giới cảm ứng đạo giao hiện tiền. Nhưng khi cảnh giới đến, trước hết bạn phải nghĩ cảnh giới này là chánh hay tà. Nếu là chánh tức là Phật, Bồ Tát thị hiện. Nếu tà là ma nhiễu loạn, khiến cho bạn tu hành không được tam muội. Muốn đầy đủ trạch pháp nhãn, phải nhận chân thật, thấy rõ ràng, biện rõ thị phi, chọn lựa chánh tà. Thế nào là chánh, thế nào là tà? Nếu là đại công vô tư thì là chánh pháp, nếu là ích kỷ tự lợi thì là tà pháp. Nếu do tâm tham mà được cảnh giới, tức là ma vương đến nhiễu loạn bạn, khiến bạn tu hành không được thành tựu, khiến bạn đọa lạc. Vì bạn đọa lạc thì trở thành quyến thuộc của ma vương, bạn tu hành thành công, ra khỏi ba cõi thì là quyến thuộc của Phật. Chúng ta người tu hành phải nhận thức cảnh giới, nhận thức được cảnh giới thì không bị ma vương gạt được. Đoạn trước có nói qua Phật thị từ bi độ chúng sinh. Nếu bạn có chân tâm thì được cảm ứng đạo giao. Nếu bạn tu hành không có chân tâm thì không có cảm ứng. Cho nên muốn đem chân tâm ra thì không nên tranh, không nên tham, không cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không nói dối. Chân tâm phải tìm ở bên trong, chẳng phải ở bên ngoài. Cũng do tự tánh trí huệ sinh ra. Cho nên lục tổ Huệ Năng nói, không ngờ tự tánh vốn thanh tịnh, không ngờ tự tánh vốn không dao động, không ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, không ngờ tự tánh thường sinh trí huệ. Nhận ra được tự tánh vốn thanh tịnh, một chút nhiễm ô cũng không có. Tự tánh vốn không dao động, không đến không đi, không quái không ngại, không hình không tướng. Tự tánh vốn tự đầy đủ hết thảy vạn pháp. Từ trong tự tánh bèn sinh ra trí huệ. Người có trí huệ thì không đem so sánh với kẻ khác, không cho mình là hơn người. Phàm là cho rằng giỏi hơn người khác đều là ma vương đến nhiễu, cho bạn một số ma khí khiến bạn sinh tà tri tà kiến. Ma vương lợi dụng pháp dụ đến nhiễu loạn bạn, biết bạn tham chút tiện nghi. Nếu bạn có thể sửa đổi, không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối, thì ma vương không cách chi làm được. Bằng không ma vương biết bạn ham thần thông, quỷ thông, yêu thông, thất thông, bát thông, nó liền gạt bạn. Tu hành tuyệt đối đừng tham phương tiện, tham lợi nhỏ, tham quả vị hoặc tham ăn ngon, những thứ đó chẳng có giá trị gì. Cho nên lúc Phật còn tại thế thì người tu hành tá túc dưới gốc cây, ngày ăn một bữa, không tham người đời cúng dường, thường hành cước tham phương các nơi, ở một chỗ không quá ba ngày. Vì sao? Vì quá ba đêm sợ người ta biết mà đến cúng dường. Không thể nói với người ta đến cúng dường cho mình để tự hào rằng, nhìn xem kìa, rất nhiều người cúng dường tôi. Không biết có nhiều người cúng dường bạn chăng? Nếu có thái độ như thế thì phước báo của bạn bị tiêu hao, nguy hiểm liền đến. Người không có phước báo thọ cúng dường là một việc rất nguy hiểm, cho nên ngày xưa Đại Đức Cao Tăng một chút tâm tham cũng không có, tuyệt đối thanh tịnh, tuyệt đối không ô nhiễm. Không được ăn nói bậy bạ, xa nhân quả, khẩu nghiệp không thanh tịnh, thì thân nghiệp không thanh tịnh và ý nghiệp cũng không thanh tịnh, ba nghiệp đều không thanh tịnh. Cho nên muốn được cảm ứng đạo giao, phải dùng chân tâm để tu đạo. Phổ độ hữu tình thành chánh quả. Phật nguyện độ hết thảy là hữu tình, có huyết, có khí đều thành chánh quả, không phải tà quả hoặc ma quả. Trí quang thường chiếu soi cổ kim. Người có đại trí đại huệ thì luôn luôn đều có trí huệ hiện tiền, không thể bị cảnh giới yêu ma quỷ quái dao động. Vì sao không bị dao động? Vì không có tâm tham, tức là trên con đường đạo nghiệp cũng không sinh tâm tham. Cho nên tu đạo phải triệt để hiểu rõ, đừng vì tham đồ người khác cúng dường. Tu đạo là vì khai phát trí huệ chân chánh, tiêu diệt tà ma ngoại đạo, hiển lộ chánh pháp, chánh giáo, khiến cho chánh pháp vĩnh viễn chủ thế. Không thể tin vào một quyển sách nói làm thế nào để đắc được thần thông, liền mê quyển sách đó. Nếu bạn tìm Phật Pháp trong quyển sách đó thì chắc chắn sẽ không có Phật Pháp. Trong sách nói chỉ là một đạo lý, bạn không nên bị sách mê hoặc. Cho nên nói, người không có trí huệ thì mê nơi sách vở, người có trí huệ thì giác ngộ nơi sách vở. Nhìn xem, đến đâu thì giác ngộ đến đó, không thể bị sách mê hoặc. Tại sao không bị sách mê hoặc? Vì có trí huệ quang minh chiếu sáng thế gian, chiếu cổ soi kim. Bạn có nghĩ chân chánh tu hành chăng? Giảng tại Vạn Phật Thánh Thành ngày 5 tháng 2 năm 1975. Hiện tại chính là thời kỳ mạt Pháp. Pháp đã đến đoạn cuối của nó, phần đông không chú trọng vào sự tu hành mà chuyên môn hưởng thụ, dụng công phu trên sự nổi tiếng lợi lộc. Người tu hành chân chánh như là lông phụng sừng lân, như vàng lộn trong cát.
Đặc biệt ngày nay có rất nhiều người xuất gia vì không thỏa mãn hiện thực hoặc vì lý do không chánh đáng trốn vào cửa không, sau đó lại không chịu được đời sống thanh tu, cảm giác khô héo vô vị, cho nên nhiều người đã trở về đời sống thế tục. Việc này đối với chánh pháp thì phát triển. Than ôi, sự trở ngại rất trầm trọng. Phải xem trọng việc xuất gia là sinh tử đại sự, không thể xem như trò chơi trẻ con. Cho nên việc xuất gia là đại trưởng phu, chẳng phải là tầm thường ai cũng làm được. Được xuất gia tu đạo là do căn lành tích lũy trong kiếp trước mà thành, chẳng phải căn lành nhu nhược của phàm phu tục tử mà làm được. Hiện tại là thời đại nghiên cứu khoa học, phần đông có tư tưởng Tây Phương, cũng xu hướng theo tuổi trẻ, đủ thấy rằng đầu não chúng xuất gia ngoan cố, cổ lão vô tri thức, trốn tránh hiện thực, đủ thấy người ngày nay phiền não, nghiệp chướng sâu dày, không dễ sửa đổi, cho nên phần đông không thấu hiểu Phật Pháp. Lúc tôi ở tại chùa Kim Luân, có nói với đại chúng rằng, về sau nếu có ai muốn xuất gia với tôi, không những học thuộc chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, luật Sa Di và 53 tiểu chú, còn phải học thuộc kinh Lăng Nghiêm. Đây là điều kiện tối cơ bản để thu đệ tử. Còn phải học thuộc kinh Phạm Võng, giới Bồ Tát, luật tứ phần tỳ kheo và tỳ kheo ni. Phật có nói rằng thời đại mạt pháp, Phật pháp sẽ bị tiêu diệt, kinh Lăng Nghiêm sẽ bị tiêu diệt trước nhất. Hiện tại có nhiều người cho rằng kinh Lăng Nghiêm là giả, vì bộ kinh này giảng quá chân thật, hiển lộ bộ mặt thật của bọn yêu ma quỷ quái, khiến cho bọn yêu ma không chỗ độn hình. Cho nên con cháu của bọn ma hóa hiện giả làm kẻ học đạo, chuyên môn đến phá hoại kinh Lăng Nghiêm. Nay đã có người muốn sửa đổi kinh Lăng Nghiêm, ăn cắp lời lẽ ý nghĩa, lại hòa trộn với mật tông để bàn luận. Nếu Phật tử chân chánh nhìn thấy tình hình như thế, phải phát khởi tâm hộ pháp thâm sâu. Chúng ta đang trong thời kỳ mạt pháp, phải hộ trì kinh Lăng Nghiêm, đọc tụng kinh Lăng Nghiêm, giảng giải kinh Lăng Nghiêm, lưu truyền kinh Lăng Nghiêm, đừng để tiêu diệt mất. Cho nên tại Vạn Phật Thành, đệ tử xuất gia phải có trọng trách về vấn đề này, phải có cốt khí, đem hết tinh thần làm tướng hộ pháp văn võ song toàn. Mỗi người đều phải đầu đội trời, chân đạp đất, quay truyền năng lực cản khôn, đều phải có chí khí hào kiệt. Mỗi người phải vì Phật giáo hết mình tận tụy. Người xuất gia không thiết thân mạng, mỗi người đều là tân huyết luân của Phật giáo. Tông chỉ của Vạn Phật Thành là lạnh chết không phan duyên, đói chết không hóa duyên, nghèo chết không cầu duyên, tùy duyên không đổi, không đổi mà tùy duyên. Giữ vững ba đại tông chỉ, xả mạng làm Phật sự, tạo mạng làm bổn phận, tránh mạng làm việc tăng. Sự việc đều hiểu lý nơi sự việc, giữ hạnh tổ sư một mạch tâm truyền. Chúng xuất gia tại Vạn Phật Thành phải có đủ tư lịch, tốt nghiệp đại học pháp giới. Hơn nữa có văn bằng đại học cũng phải nhập đại học pháp giới, cũng phải phụ tham gia đại học pháp giới ban huấn luyện tăng già. Trải qua 3 năm huấn luyện rồi mới có tư cách trở thành đệ tử xuất gia tại Vạn Phật Thành. Vì xuất gia không phải tìm chỗ ăn bám thành ký sinh trùng của xã hội. Người xuất gia ăn của thập phương, tiếp thọ sự cúng dường của thập phương thí chủ để có thể an tâm tu đạo. Xuất gia rồi nếu không tu đạo, tụng kinh tham thiền mà tham đồ, nương Phật ăn cơm, nương Phật mặc y, như vậy quả báo tương lai không thể nghĩ bàn. Cho nên có câu: hạt gạo thí chủ cho, nặng như núi tu di, ăn xong chẳng tu đạo, mang sừng đội lông trả. Cho nên, vì để tránh khỏi sự suy đổi Phật Pháp trong thời kỳ mạt pháp, một khi đã suy đổi thì khó mà khôi phục lại. Hơn nữa, vì tiếp nối huệ mạng của Phật, muốn làm một người xuất gia chân chánh, phải chịu khổ chịu cực, không sợ đói, lạnh, nóng, không sợ không có cơm ăn, không sợ không có y mặc. Cho nên, bậc thượng thì nhẹ như gió, bậc trung thì như vác cái bao, bậc hạ thì như gánh nặng. Chúng ta tuy tạm thời tu chưa đến bậc thượng phẩm nhẹ như gió thoảng, không còn chấp trước, nhưng chúng ta cũng đừng giống như hạ phẩm mang một gánh nặng, ăn mặc bao lớn bao nhỏ giống như lúc dọn nhà. Đã xuất gia nhưng còn chấp trước ngoài thân, lại còn buông bỏ không đặng, vậy thì xuất gia gì đây? Người thật tâm muốn tu hành, điều quan trọng nhất phải nhìn thủng buông xả. Tâm tu đạo phải kiên cố và lâu dài vĩnh viễn mới có thể thành tựu pháp khí. Thế Phật chuyển bánh xe pháp, nghiêm tịnh giới luật, hoàng dương và làm mô phạm cho ba cõi, ứng hiện vô lượng thân, độ thoát hết thảy chúng sinh, cứu tế hết vị lai, vượt khỏi trần lao. Ngõ hầu đường cô phụ trở lại thế giới Ta Bà một phen.
không đổi quốc tịch, giảng ngày 14 tháng 2 năm 1985. Hôm nay tôi nhớ lại có rất nhiều người quan tâm đến tôi và khuyên tôi nên vào quốc tịch Mỹ. Vì vào quốc tịch Mỹ có nhiều quyền lợi, tôi cũng không có ý kiến cụ thể. Nay tôi làm một bài thơ biểu hiện tâm trí trả lời vấn đề những người quan tâm đến tôi. Bài thơ này tựa đề là Không vào quốc tịch khác. Trung Hoa hỗn loạn số thập niên, thương thời cảm sự lệ thành tuyền. Thử sinh quý cụ hồi thiên chủ, vãng tích nan đạn lạc nhật huyền. Thế đồ khi khu nhân quỷ trá, hoạn hải phù trầm bỉ thử tiên. Xuất gia mạc vong trung trinh trí, bảo trì quốc tịch tố bổn nguyên. Trung Hoa hỗn loạn số thập niên, tôi sinh tại Trung Hoa Dân Quốc vào thời hỗn loạn đã có hàng chục năm. Trong thời gian đó, quốc nạn rất nghiêm trọng, chiến hỏa đầy đồng, nhân dân lầm than, cha con không gặp nhau, anh em chị em ly tán, chính phủ với chính phủ đánh nhau, làm thiệt hại tài sản của cải của nhân dân. Đó là mở đầu của cách mạng, cải chế độ, giết người vô số. Tôi cảm thương như thế cho nên nói, thương thời cảm sự lệ thành tuyền, thương cảm thời cuộc lệ thành sông, đau thương rơi lệ chảy thành sông, thử sinh quý cụ hồi thiên thủ. Tôi một đời rất hổ thẹn, không cách chi khiến cho Trung Quốc thái bình, để cho dân chúng an cư lạc nghiệp. Cho nên dân chúng lầm than khổ cực, tôi rất di cảm, không thể làm tiêu tai nạn trong vô hình, biến chuyển thiên tâm, không thể khiến cho nhân dân Trung Quốc có được thương đao nhập khố, mã phóng Nam Sơn. Bỏ đau thương vào kho, ngựa thì thả ra ngoài đồng, cảnh tượng thái bình thịnh vượng, vãng tích nan đạn lạc nhật huyền. Lúc tôi còn trẻ, nghĩ muốn đánh Nhật Bản, không để cho họ tiêu diệt Trung Quốc. Khinh khi đàn áp nhân dân, cũng muốn đứng dậy lãnh đạo trị quốc. Nhưng tôi chưa thể làm đến. Thế đồ khi khu nhân quỷ trá, thiếu điều tôi chưa thành tựu nguyện vọng. Vì thế đồ quá eo hẹp, người quỷ hỗ tương khi dối, rất gian hiểm. Hoạn hại phù trầm bỉ thử tiên, làm chính trị được thì địa vị cao tột đỉnh, còn thua thì ở dưới, thuộc loại vô danh tiểu tốt. Kẻ trên người dưới đều trôi nổi không ngừng, anh tôi hỗ tương giao bắn, lại có thể nói anh gian tôi dối trá, hỗ tương gian dối, lừa gạt. Xuất gia mạc vong trung trinh trí, tùy tôi xuất gia nhưng đối với Trung Quốc không bao giờ quên được. Tôi không thiên về quốc dân đảng hoặc đảng cộng sản, nhưng vì tôi sinh ra tại Trung Quốc, cốt cán người Trung Quốc cho nên tôi hết lòng chung với quốc gia. Bảo trì quốc tịch tố bổn nguyên. Tôi không muốn đổi quốc tịch vì không muốn đầu cơ thủ xảo. Người Trung Quốc phải là người Trung Quốc có cốt khí. Tuy nhập quốc tịch Mỹ có nhiều quyền lợi, vì Mỹ hiện nay là một siêu cường của thế giới, quốc tịch này quá quang vinh, mà tôi không quên đất nước mà tôi từng chịu khổ nạn. Tôi không muốn nhập quốc tịch Mỹ hoặc quốc tịch khác, vì tôi muốn luôn luôn nghĩ rằng tôi là người Trung Quốc. Người Trung Quốc phải có cốt đầu, có chí khí, không thể cải biến khí tiết. Sinh mạng không phải là tiền. Giảng tại Vạn Phật Thành ngày 4 tháng 7 năm 1986. Sinh mạng không phải là tiền mà là bảo vật vô giá, không thể dùng vàng bạc để mua bán. Nhưng phần đông đem sinh mạng vô giá của mình bán đi một cách đê tiện, vì tiền mà cam nguyện hy sinh tánh mạng. Trong xã hội tam giáo cửu lưu ngũ hoa bát môn, không có gì mà chẳng phải vì tiền mà đành bán đi sinh mạng. Khổng Tử có nói rằng thiên mạng gọi là tánh, xuất tánh gọi là đạo, tu đạo gọi là giáo, là đạo vậy. Không thể rời một khắc, nếu rời chẳng phải là đạo vậy. Xét theo thời thế có thể đổi lại, thiên mạng gọi là tiền, xuất tánh, tu đạo gọi là tiền, tiền vậy, không thể rời một khắc. Hiện nay học sinh và thầy giáo đều vì tiền. Thầy giáo nếu cảm thấy lương không đủ, liền bỏ lớp không dạy, khiến học sinh hấp thụ những thứ tư tưởng đó mà thọ nhiễm độc, cho đến xã hội cũng thọ nhiễm độc, cho đến xã hội cũng rối loạn bại hoại. Xã hội tồi tệ thì giáo sư, thầy giáo đều phải chịu trách nhiệm. Hiện nay có rất nhiều trường học phóng túng hư hỏng, cổ động học sinh hút sách và các thứ hành vi phi pháp khác. Thời đại chúng ta có thể so với thời đại Xuân Thu Chiến Quốc thì tồi tệ hơn nhiều. Ngày càng đi xuống, tâm người không như xưa, nhưng các thầy giáo đó lại cánh nhiên công khai phê bình nói: thánh nhân này không đúng, anh hùng nọ không tốt, vị tể tướng kia cũng không đúng. Nói tóm lại, họ cho rằng người khác đều không đúng, còn mình thì đúng. Tại sao lại như thế? Nói thẳng, còn không phải vì tiền thì là gì? Giả như nếu chỉ có y đúng, thì số tiền đó thuộc về y.
Người đời đều mê tiền tài sắc đẹp, danh vọng, ăn và ngủ. Thứ nhất là tham tài như mạng sống vừa mới nói qua. Thứ hai là háo sắc. Trong nhiều gia đình, làm chồng có không ít bạn gái, làm vợ cũng kết giao với rất nhiều bạn trai. Kết quả đưa đến sự ly dị, bỏ con lại đều biến thành con mồ côi. Con cái này thấy cha mẹ không tốt như vậy, đèn học như thế. Sau này hậu quả không thể tưởng tượng được. Thứ ba là háo danh. Phần đông cảm thấy mình danh vọng chưa đủ, cố ý đi vọng cầu, làm cho danh tiếng lừng lẫy. Nhưng khi chữ danh đã nổi rồi, một khi hạ xuống thì mạng cũng chấm dứt. Đem màu trạch đông ra mà nói, có thể nói y nổi danh một thời, đầy đủ uy quyền, toàn nhân dân Trung Quốc đều phải chấn động về quyển sách Tiểu Hồng Sắc của y. Kế tiếp nói đến ăn, rất nhiều người phí hết công phu chuyên hưởng thụ sơn hào hải vị hoặc đồ bổ nhiều dinh dưỡng. Có nhiều người không tham tài sắc danh ăn nhưng thích ngủ, thường cảm thấy ngủ không đủ, đó là năm dục làm cho con người hồ đồ. Ngồi thiền thì ai đánh ai? Giảng tại Linh Sơn Thánh Tự, ngày 14 tháng 2 năm 1987. Đà nghĩa là đánh, tọa nghĩa là ngồi. Vậy đà tọa nghĩa là ngồi đánh. Vậy thì ai đánh ai? Tức là mình đánh mình. Đánh như thế nào? Chúng ta ngồi thiền không ngay thẳng, hoặc nghiêng bên đông, nghiêng bên tây, ướn về phía trước, ngả về phía sau, ngồi không vững. Nhưng lúc này phải cố gắng làm chủ được thân mình, nghĩa là phải kêu nó ngồi cho vững. Nó không muốn ngồi vững, bạn cũng phải quản nó, cũng giống như đánh nó, tức là khiến cho tâm không chạy rong bên ngoài. Khi tâm chạy đi, bạn phải thu nó lại. Đây cũng giống như người bị đánh, thật là khổ sở vô cùng. Do đó ngồi thiền trước tiên phải nếm cái khổ. Khổ này không phải to tát gì mà chịu không được, thực ra thì lưng ê và chân đau. Do đó đà tọa, căn cứ theo tên mà suy ra nghĩa của nó chẳng tốt lành gì. Nhưng nếu bạn không ngồi thiền thì vĩnh viễn không bao giờ khai ngộ. Cho nên không chịu một phen lạnh thấu xương, sao đặng hoa mai thơm ngát mũi. Trên đất Mỹ ai ai cũng đều nói tự do, trẻ em mặc kệ, không có người quản lý. Nhưng đây đều là hiểu lầm chữ tự do. Nếu bạn không chăm sóc, dạy dỗ trẻ em thì chúng nó không giữ quy củ. Nhưng trong đó có đứa phát triển tốt, nhưng cũng có lắm đứa không tốt. Cho đến hút sách, giết người đốt nhà, không có chuyện gì mà chúng làm không được. Đây đều do hiểu lầm hai chữ tự do. Cha mẹ sinh con mà không dạy, giống như cây con. Nếu không chăm sóc thì cây đó chỉ dùng làm củi đốt, không dùng được vào việc gì. Nếu như cắt tỉa cành lá, chăm sóc chu đáo, thì cây đó tương lai thành hữu dụng, có thể dùng làm lầu cao nhà lớn. Cho nên việc trẻ em phải chăm sóc dạy dỗ, phải hướng dẫn chúng đi trên con đường tránh. Bằng không thì bậc cha mẹ hoàn toàn chịu trách nhiệm quản lý trẻ con thì như thế. Thân chúng ta cũng có trẻ con, tức là tâm, rất ấu trĩ như trẻ con. Tâm này lúc thì trên trời, lúc dưới đất, lúc nghĩ tốt, lúc nghĩ xấu. Tham thiện thì phải từ chỗ này mà hạ thủ, không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì tâm ngu si vọng tưởng, cuồng tâm dã tính thu hồi lại. Làm thế nào để thu hồi lại? Một, không tranh. Tâm tranh tuy mỗi người đều có, không thể tránh khỏi nhưng phải làm cho giảm bớt. Hai, không tham. Không nên tham tài sắc vì chúng làm mê mà không ngộ. Ba, không cầu. Đừng hướng ngoại truy cầu. Bốn, không ích kỷ. Ích kỷ là nguyên nhân của mọi phiền não. Nếu mọi người không ích kỷ thì thiên hạ thái bình, tiêu trừ tai nạn, chiến tranh. Người tu đạo không nên tồn tại tâm ích kỷ. Tuy nhiên không thể lập tức hoàn toàn không còn, nhưng cố gắng trừ khử. Năm, không tự lợi. Ngồi thiền không phải là tự lợi chăng? Có thể nói là tự lợi, nhưng cũng là lợi tha. Chúng ta làm tốt như vậy thì sẽ ảnh hưởng người khác cũng làm theo. Vì sao thế giới không tốt? Vì tôi chưa tốt. Nếu tôi tốt thì mọi người cũng tốt. Đây là những điều kiện thiết yếu để ngồi thiền. Trước phải nhận thức rõ ràng. Giả sử nói về sự diệu dụng của việc ngồi thiền thì nói cũng không thể hết được. Giả sử muốn nói về sự tai hại của việc ngồi thiền thì nói cũng không hết. Vì đây là pháp tương đối. Sao lại có tốt có xấu? Giống như chúng ta ban ngày làm việc thiện, lợi mình lợi người, đêm ngủ thì cái gì cũng không biết. Chỗ tốt của sự ngồi thiền như người làm việc ban ngày lợi mình lợi người, nếu ngồi không tốt thì giống như ngủ ban đêm, gì cũng không làm được. Nếu như ngồi thiền đạt được chỗ diệu dụng thì khiến thân tâm an lạc, mở đại trí huệ. Chỗ bất lợi như lưng thì ê, chân thì đau. Cho nên có câu, nếu người tĩnh tọa trong khoảnh khắc, hơn tạo hằng sa tháp bảy báu. Nếu có thể ngồi thiền trong chốc lát, thời gian rất ngắn,
thì công đức còn hơn bạn tạo tháp bảy báu nhiều như các sông Hằng. Tại sao? Vì bạn ngồi thiền thì tạo ông Phật thiệt, không phải là vật có hình tướng bên ngoài. Phật thiệt thì không hình tướng, tức là pháp thân huệ mạng, có thể trở về cội nguồn, bỏ mê về với giác. Nhận thức rõ bộ mặt thật của chính mình, nếu bạn hiểu thật thì công đức so với tạo bảo tháp thù thắng hơn nhiều. Nếu không hiểu thì có tạo bao nhiêu bảo tháp với tự tánh của bạn cũng chẳng quan hệ gì. Ngồi thiền như luyện công phu, chân thật luyện công phu không phải là đánh người. Vậy thì ai đánh ai? Luyện công phu là làm cho thân thể mạnh khỏe, là mình tự đánh mình, không phải kêu bạn đi đánh người. Phải đem thân thể luyện thành như kim cang đá thép, không có cái chi phá hoại được. Luyện công phu, trong thì luyện khẩu khí, ngoài thì luyện gân cốt da. Luyện công phu và ngồi thiền rất quan hệ với nhau. Nếu thật hay ngồi thiền thì công phu liền có tiến bộ. Nếu thật hay luyện võ thuật thì ngồi thiền cũng không sợ đau. Cơ bản tư thế ngồi thiền, thân thể phải thẳng, đoan nhiên tránh tọa, không nghiêng không dựa, không ngã không ưỡn. Nhưng không cần tạo tác, phải rất tự nhiên. Đầu lưỡi uốn lên hàm trên, có nước dãi thì nuốt vào. Nước dãi vào đến bụng có thể điều hòa khí huyết. Hôm nay trước hết nói về căn bản ngồi thiền, từ nay về sau mọi người phải luyện tập theo thân tự thể hội mới có tiến bộ. Quỷ bức thiền sư, giảng ngày 15 tháng 2 năm 1987. Ngồi thiền trước tiên phải học nhẫn nại, phải giữ gìn quy củ, cho nên vô quy củ bất thành phương viên. Nếu không giữ quy củ thì làm bất cứ việc gì cũng không thành tựu, phải nhẫn chịu đau chân, lưng ê. Trong lúc tâm bạn không bình tĩnh thì cũng phải làm cho vọng tưởng lắng xuống. Tốt nhất là có thể ngồi kiết già, còn gọi là kim cang tọa. Tư thế ngồi kim cang rất dễ nhập định. Ma quỷ thấy bạn nhập kim cang định này sẽ khởi tâm cung kính, không dám nhiễu loạn. Khi nghe tiếng đánh ba tiếng mõ thì đó là lúc chỉ tĩnh. Lúc này không thể nói chuyện hoặc gây ồn ào, đừng nói chi đến người, hộ pháp quỷ thần cũng không dám làm ồn. Lúc này phải tâm bình khí hòa, nếu ngồi được tư thế kiết già thì tốt nhất. Bây giờ xin kể về chuyện quỷ bức thiền sư. Quỷ bức thiền sư vốn là một hòa thượng chuyên đi tụng đám, tụng kinh cho người chết, ngày ngày siêu độ vong linh. Vì làm như thế thì kiếm được tiền, nếu ngồi thiền thì không có người cúng tiền. Một đêm nọ, ngài vừa độ đám xong, trên đường về đi qua người nhà nọ bị chó sủa. Ngài nghe người đàn bà trong phòng nói, mau ra nhìn xem, phải chăng là kẻ trộm. Lại nghe tiếng đàn ông trong phòng nói, đó là con quỷ đi tụng đám chứ ai. Ngài nghe rồi suy nghĩ, làm gì mà cho tôi một cái tên khó nghe như thế. Tôi vì người chết tụng kinh, họ kêu tôi là quỷ. Lúc đó trời đang mưa, ngài bèn chạy đến dưới cầu lúc mưa, thuận tiện cũng tập ngồi thiền, ngồi tư thế kiết già. Lúc đó có hai con quỷ đến, một con nói, chỗ này sao lại có tháp bằng vàng? Con quỷ nói, trong tháp vàng có xá lợi Phật, chúng ta đảnh lễ mau lên. Hai con quỷ đảnh lễ không ngừng. Ngài ngồi được một lúc, chân bắt đầu đau, bèn bỏ một chân xuống ngồi bán già. Một con quỷ nói, sao tháp vàng hốt nhiên biến thành tháp bạc? Con quỷ kia nói, dù tháp vàng hay tháp bạc đều có xá lợi Phật bên trong, chúng ta phải đảnh lễ, lại tiếp tục đảnh lễ. Vị hòa thượng đó lại ngồi thêm một lúc thì cảm thấy chân đau, không chịu được nữa, cho nên hai chân duỗi ra, ngồi tùy tiện. Lúc đó hai con quỷ đồng thanh nói, sao tháp bạc lại biến thành đống bùn, chúng ta mau đá nó. Hòa thượng nghe được, lập tức liền thu chân lại, ngồi kiết già. Hai con quỷ liền kêu lên, bây giờ không phải là bùn mà đã biến thành tháp vàng. Hai con quỷ tiếp tục lại. Lúc đó trời còn mưa, vị hòa thượng tự nghĩ, ta ngồi kiết già thì là tháp vàng, ngồi bán già thì là tháp bạc, tùy tiện ngồi thì biến thành bùn, quái lạ. Từ đó về sau, ngài không đi tụng đám nữa, chỉ chuyên tu hành. Không lâu liền khai ngộ, tự hiệu là quỷ bức. Bởi vì quỷ bức ngài tu hành, do đó chúng ta ngồi thiền phải có tâm nhẫn nại, đừng sợ khổ. Lúc tâm không bình tĩnh, phiền toái thì cũng làm cho bình tĩnh lại, đừng bị vọng tưởng làm lay chuyển. Bạn ngồi được kiết già thì đủ thấy bạn có công phu, ngồi không được tức không có công phu. Công phu thì nước trong trăng hiện, nước không trong thì trăng không thể hiện. Nước lắng trong thì trăng mới hiện, cũng đồng lý ấy. Trong tâm chúng ta lắng trong thì trí huệ quang liền hiện tiền. Tại sao chúng ta ngu si? Vì trí huệ quang chúng ta vốn không có hiện tiền. Chúng ta không biết dùng trí huệ vốn có, suốt ngày chỉ dùng phiền não vô minh,
đố kỵ chướng ngại, cho nên không có trí huệ. Nếu muốn khai mở trí huệ thì phải tính toán, hiểu biết bộ mặt thật của mình trước khi cha mẹ sinh ra, nhận thức được bộ mặt thật liền có trí huệ. Tại Vạn Phật Thành, mọi người đều ngồi kiết già chỉ khi quá mập, nhưng rất ít người mập béo vì mỗi ngày chỉ ăn một bữa, có mập cũng không thể mập tới mức đó. Tại Vạn Phật Thành, có những người có thể ngồi kiết già suốt 20 tiếng mà không đổi chân, có người có thể ngồi một hơi 18 tiếng, còn như một lần 5-6 tiếng rất bình thường. Chúng ta đang âm thầm gieo giống. Hiện tại vì phương tiện kiều bào và người Mỹ, cho nên mới mở khóa thiền. Cơ hội này có bao nhiêu tiền cũng mua không đặng. Không giống như hiện nay, trước mặt các siêu thị quảng cáo các lớp khí công, lớp phong thủy vân vân để chiêu dụ học sinh, đều viết rõ học phí bao nhiêu. Tại đây mở khóa tọa thiền khí công, không thu học phí, nghe kinh cũng không cần tiền. Nếu từ sáng đến tối nói về tiền thì có thể gọi là khóa tiền. Thứ này đa số thuộc chính tính chất thế gian, mục đích là làm ăn. Giả phòng của Vạn Phật Thành là không đi độ đám. Nếu có người muốn siêu độ cha mẹ, lục thân quyến thuộc, nếu có hiếu tâm thành kính thì chùa có thể thế người đó làm công đức, nhưng không nói giá tiền. Vậy thì cứu kính cần bao nhiêu tiền để làm một đường pháp sự cúng dỗ? Nói với bạn, một đồng cũng không phải ít, 100 vạn cũng không hiểm nhiều. Tại sao lại nói như thế? Vì phần đông muốn làm công đức nhưng họ không có tiền. Nhưng nếu không làm thì không thỏa mãn tâm nguyện. Ngược lại có những người có tiền, nếu nói với họ giá tiền ít thì họ cho công đức này không đáng tiền nên họ khinh thường. Do đó tùy khả năng phát tâm của các vị, quan trọng nhất là có tâm thành. Nếu không thành tâm thì có cúng 100 vạn cũng không làm. Vạn Phật Thành là chân chánh hành trì Phật Pháp, đạo tràng Hoàng Dương chánh Pháp, tác phong không giống một số người xuất gia khác. Nói về thiền, người đến trước thì ngồi phía trước, người đến sau thì ngồi phía sau, không nên trước trước sau sau không trật tự. Ngồi thiền thì không nhất định phải dùng bồ đoàn, phải luyện tập đến giai đoạn, tùy thời tùy lúc đều có thể ngồi được. Tương lai bạn đi đâu không nhất thiết phải mang theo mình cái bồ đoàn, tùy thời tùy nơi, hoặc trên đá, trên cây, trên đất đều có thể ngồi được. Hiện tại bắt đầu luyện, tương lai nếu ngồi trên đá, khiến đá cũng mềm, ngồi trên đinh, đinh cũng không thể đóng vào được. Luyện đến gân đồng cốt sắt, cái gì cũng không sợ, đó là công phu. Ngồi thiền với luyện võ thuật không khác mấy. Đại hiệp khách ngày xưa đều ngồi thiền luyện khí, cho nên trong thì luyện hơi thở, ngoài thì luyện gân cốt da, luyện đến dao đâm không thủng, không sợ người đánh. Giống như Pháp Sư Hải Đăng, toàn võ thuật Trung Quốc đều biết danh, tức là đem công phu tham thiền và võ thuật nung tại một lò, luyện đến mức võ thuật tinh thâm, không sợ người đánh, đồ đệ cũng là như thế.